Chợ Đồ Cũ Hà Nội xin chào mọi người. Buổi sáng hôm nay các em có vẻ được một mẫu xe trà sữa mới, em quan cho mọi cùng xem. Kích thước chiều dài của em này sẽ là 1m2 ạ. Chiều rộng của em nó sẽ là 60 này. Và chiều cao sẽ là 1m9 ạ. Bên trái của xe sẽ có một bàn chờ nha mọi người. Bàn chờ rộng khoảng 45 phân này. Có móc treo ạ. Đây, bên trong này. Bên trong sẽ có hai tầng kính ạ. Và xung quanh xe là kính nha mọi người. Đây, hai tầng kính này. Rất là chắc chắn ạ. Đây là khay tốc bình. Xe này khác với xe mẫu trước là có khay tốc bình nha mọi người. Giúp mọi người làm lạnh tốc bình một cách dễ dàng này. Đây, tổng trên xe là có 9 khay đựng tốc bình. Chạy dọc theo xe sẽ là hệ thống đèn LED nha mọi người. Xe rất là đẹp này. Anh chị nào mà chuẩn bị mở quán bán hàng rong, cần tìm xe trà sữa di động thì liên hệ ngay cho bên em. Và anh chị có thể đến trực tiếp cơ sở chợ đầu mối Bắc Thăng Long, chân cầu Thăng Long, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội để xem hàng trực tiếp ạ. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.